Cảnh báo, trò chơi này có thể chứa những cảnh đi đường quyền và cà chua rất nhiều. Cũng có đèn nhấp nháy, tiếng ồn và tiếng nhảy. Nếu bạn là một người nhạy cảm, sợ ma, gọi là hay gọi là tè ra quần, thì hãy thoát khỏi trò chơi ngay lập tức. Chào mừng các bạn đã đến với kênh của mình và mình là Slenderman. Mới vào thì các bạn cũng đã thấy có một cảnh báo rồi đúng không? Thì ngày hôm nay á, mình sẽ kể cho các bạn nghe một câu chuyện ma ngắn thôi, nhưng mà khá là đáng sợ đấy các bạn. Thì bạn nào mà sợ ma và sợ những cái cảnh mà gọi là đi đường quyền hoặc là cà chua quá nhiều á, thì các bạn tốt nhất không nên xem cái video này nha. Rồi, bây giờ thì mình sẽ bắt đầu nha các bạn ơi. Ở đây người ta có một cái nè, câu chuyện kinh dị. Rồi bây giờ thì mình sẽ vô và sẽ gọi là hạ kể cho các bạn nghe nha. Rồi let's go. Đây là cái chỗ để mình có thể gọi là hạ vào trong đây. Đây, trên bàn nè các bạn thấy không, là một quyển sách. Mình sẽ sử dụng quyển sách này để gọi là hạ kể chuyện ma cho các bạn nha. Quyển sách chuyện ma. Đây rồi. Wow. Ca đêm trên tuyến 90. Và đây là tên của câu chuyện đấy các bạn. Nghe tới ca đêm là các bạn nghĩ tới gì đúng không? Là chúng ta sẽ gặp ma đây các bạn. Không biết là có hay không đây. Chúng ta sẽ cố gắng nha các bạn. Cố gắng để gọi là nghe hết câu chuyện này nha. Bạn nào mà gọi là không sợ ma thì cố gắng ở lại với mình để nghe hết câu chuyện nha. Oh, mình vào vai luôn à. Mình tưởng là mình chỉ coi nghe cái câu chuyện người ta kể thôi. Ai vậy? Mình sẽ vào vai luôn các bạn. Vào vai cái người trực ca đêm ở trong cái cửa hàng tiện lợi. Chứ gì đây? Jewelry hả? Rồi, đây là cửa hàng vô các bạn ơi. Rồi, hôm nay lần đầu tiên làm nhiệm vụ bán đêm. Wow, tôi hy vọng sẽ có ít người mua. Tôi đã không ngủ đủ giấc. Thấy gì chưa các bạn? Đây là cửa hàng của mình nè. Mà sao nó dơ dữ vậy nè? Thôi vô xem coi như thế nào các bạn ơi. Thì đây là cửa hàng tiện lợi mà mình sẽ coi nha các bạn ơi. Bạn nào mà có đi ngang qua ghé vô mua ủng hộ nha các bạn. Rồi bây giờ là mình sẽ vô để xem coi quầy đồ coi đầy đủ chưa. Rồi bây giờ mình sẽ vô trong đây trong quầy nha các bạn. Hiện tại là bây giờ các bạn thấy không, đêm mà. Đêm rồi và lúc này đang là 9 giờ, đâu 10 giờ kém 15. Rồi bây giờ mình sẽ vô trong đây. Tôi tự hỏi chuyện gì đã xảy ra với Nobu. Anh ấy thường làm việc vào ban đêm. Vậy là có một người làm việc vào ca đêm. Nhưng mà bây giờ người đó đã nghỉ rồi, cho nên là mình sẽ là người hay thay thế các bạn. Rồi bây giờ là sao đây? Dọn dẹp cửa hàng à? Khoan, đọc cái này hả? Cái gì đây? Luôn kiểm tra camera, đóng cửa lại. Kiểm tra camera và đóng cửa đúng không? Rồi được rồi. Vậy thì đây là cái gì đây? Chắc là đây là cái camera các bạn. Rồi, chúng ta đang quan sát cái camera nha các bạn ơi. Thì hiện tại là bây giờ mình đang... Ơi mình nè. Thấy mình trong camera luôn các bạn. Camera an ninh nha. Rồi để mình xem coi là camera khác coi có gì không. Không có, các bạn thấy mình đang đứng đằng kia không? Không có ai ở đây hết. Tất cả đều... Ui, cái này mình có thể coi được sau lưng cái cửa hàng của mình luôn nè. Nói chung là cửa hàng mình hiện tại giờ chưa có khách, nên là các bạn không thấy ai hết. Đấy, rồi được rồi. Bây giờ là mình có nhiệm vụ là phải dọn dẹp cửa hàng, tại vì cửa hàng dơ quá các bạn ơi. Rồi mở cửa ra. Đây là cái nhà kho dành cho nhân viên nè các bạn. Đây, lấy cây chổi ra để đi lau dọn các bạn ơi. Đây cây chổi nè các bạn. Rồi, bây giờ mình sẽ đi đây, chỗ này rất là dơ các bạn ơi. Khá là dơ, mình sẽ lau cho nó sạch sẽ cái đã. Đấy, ở đây có bán kem với lại thịt nè các bạn ơi. Ủa mình không hiểu tại sao thịt với lại thịt sống với lại kem mà để chung với nhau ta. Khá là ghê. Rồi, đi nào. Ở đây là cái cửa hàng mà ai ăn cái gì mà chảy tùm lum vậy trời. Quê, cái này là đồ bán cái đồ ăn trong bịch đó, xong chúng ta đem ra chúng ta hâm chúng ta ăn các bạn. Cho các bạn coi nhìn cái khung cảnh ở ngoài nè. Không có một người nào luôn các bạn thấy chưa? Rất là tối. Rồi, nhiệm vụ dọn dẹp cửa hàng đã xong. Bây giờ mình lấy rác ra các bạn ơi. Hình như là trong cái kho này có rác thì phải. Đây, mình đã dọn dẹp xong, bây giờ mình đem rác. Lấy rác. Ồ, đem rác ra ngoài à. Lấy rác rồi đem ra thùng rác các bạn. Nhiệm vụ nha, chúng ta có nhiệm vụ làm đàng hoàng nha, chứ không phải chúng ta đi làm mà ngồi chơi đâu các bạn. Đây, bỏ vô đây đúng không? Mình check camera cái đã. Ui, có người đi ngang qua kìa. Check camera coi. Hiện tại là cửa hàng không có ai hết nè. Có mình nè. Ủa, xe chạy ngang qua kìa. Vậy là trên đường này có người chạy xe qua các bạn. Mình tưởng... Ui. Rồi đây, rồi mình mới thấy cái gì mà. Ủa, các bạn không? Ghê ấy. Rõ ràng là cái này là trong nhà kho của tụi mình. Kìa. Các bạn nhìn cái góc này nha. Có một người nào đứng. Các bạn nhìn cái góc nè. Có một cái bóng màu đen đen đứng trước camera luôn. No. Có người vô. Hết hồn. Hello anh trai. Chào mừng quý khách.
Hồi nãy này mình thấy có một cái bóng người ngay đây nè. Hello quý khách. Quý khách muốn mua gì? Hôm nay ông mua gì vậy ta? Ông này ông mua gì mà lâu vậy? Hello, xin chào quý khách. Quý khách cần gì ạ? À? Hello. Không trả lời các bạn ơi. Hình như tính tiền hay sao á? Muốn tính tiền hay sao? Chưa mua được cái gì hết. À, khách hàng tôi sẽ chỉ lấy cái này. À, lấy cái gì đây? Bạn phải trả 17 đồng. Ô, tôi quên ví rồi, tôi có thể thanh toán sau không? Không, vừa mới nói luôn. Mua không có tiền thì ra ngoài thẻ rút tiền chứ đừng có mua thiếu. Được rồi, nhưng hãy chắc chắn là thanh toán sau. Không, bạn phải trả tiền ngay bây giờ. Rồi, bạn là loại người gì? Tôi sẽ nhớ nó. Ủa, ảo ma Canada thì chứ. Mua hàng mà không có tiền, mua thiếu người ta không bán rồi chửi mình nữa bạn. Ảo chưa? Không được, tại vì mình là nhân viên của cửa hàng này chứ không phải mình là chủ. Mình không thể nào cho thiếu được. Tại vì nếu mà thiếu thì cái tiền đó mình phải trả các bạn. Thôi, bye bye, đi đi. Chơi kỳ cục. Sao cái kệ này không có đồ ăn vậy ta? Rõ ràng là mình mới bỏ vô đầy đủ mà. Đặt sản phẩm. À rồi, bây giờ mình sẽ vô trong nhà kho để mình lấy sản phẩm ra các bạn. Rồi, đây. Đây là nhà kho của mình. Mình sẽ đi xem coi là sản phẩm để đâu. Đi vô được không? Không vô được. Đây, đây là kem các bạn à. Mình sẽ lấy kem ra để mình đặt lên trên cái kệ. À, rồi, được rồi các bạn. Đây có kem, có đồ ăn nè. Rồi đóng cửa này lại, quên, để coi có ai không. Không có ai hết. Mình cảm giác hơi ghê ghê rồi các bạn ơi. Các bạn có cảm giác là đi làm một mình vào ban đêm chưa? Mà một rõ ràng có một cái bóng. Ghê vậy trời. What? Mình có nhìn lầm không? What? Ghê quá các bạn ơi. Làm ca đêm á thì tiền nó sẽ nhiều hơn làm ca sáng. Nhưng mà gặp ma. Trời ơi là trời, đừng có hù tôi được không? Hộp này nữa là xong rồi các bạn. Đem ra ngoài thôi. Trời ơi, mình... Ui có người. What? Ai vậy? Ai vậy? Định làm gì? 11 giờ rồi các bạn. Ông định làm gì? Ông định làm gì? Why? Ông định làm gì cái cửa hàng mình các bạn? Không sao đâu, chắc là mấy người vô gia cư thôi bạn ơi. Người ta chắc người ta đang muốn gọi là xin đồ của bạn. Rồi thôi, mình bỏ đâu đây đi. Rồi, được rồi, được rồi. Nhiệm vụ đặt sản phẩm hoàn thành nè. Hello. What? Gì vậy? Chạy rồi các bạn. Chạy tướng nhìn cũng thấy ghét nữa. Rồi bây giờ làm gì ta? Hoàn thành rồi. Từ. Làm hết hồn luôn bạn. Coi camera coi. Phải check camera mới được. Rồi. Rồi cái chỗ bấm camera đâu mất tiêu rồi. Đây. Còn có ai không? Có người kìa, có người vô các bạn. Khách à, khách à. Khách. Khách các bạn ơi. Xin chào quý khách. Quý khách cần gì ạ? Ui, hình như đây là một người lớn tuổi thì phải. Cái tướng đi rất là kỳ các bạn, khom nè các bạn không? Rồi, để người ta mua đồ đi rồi người ta tính tiền rồi mình tính các bạn. Bây giờ mình phải check cái camera để cái người xem coi như thế nào. Người ta để người ta lựa đồ các bạn ơi. Sao camera của mình nó gập xuống rồi? Ủa? Sao camera nó chỉ xuống rồi? Ê! À đây. Mình sẽ chỉ xuống đây để mình coi. Ủa, mình có thể quay được camera mình nhìn nữa các bạn. Có ai không? Không ai hết. Có ai không? Không có ai hết các bạn ơi. Không có ai nha. Rồi tiếp tục. Rồi không có gì hết. Thôi để mình lo khách hàng của mình cái đã. Mấy giờ ta? What? 12 giờ rồi. Nhanh vậy? Quý khách muốn mua gì? Sao có đồ như vậy? What? Tại sao mọi thứ lại đắt như vậy? Cái này tôi không biết. Xin lỗi nhưng tôi không đặt giá. Đây là của chủ chứ không phải của tôi. Đi rồi. Kêu mình bán mắt các bạn. Không mua. Mình có bán mình có phải đưa giá đâu. Cái này là chủ mà. Buồn ghê. Tự nhiên nói mình bán mắt các bạn. Rồi đi rồi. Giờ ở đây của mình nè. Hơi buồn nha. Để mình đi kiểm tra hàng hóa coi có bị thất lạc rồi mà mắc gì không đây. Có bán đồ nết nữa các bạn. Đấy.
các bạn vô cửa hàng của mình là có snack nè, bánh donut nè, đó, rồi còn có thêm mì gói nè. Đấy, nói chung là có nhiều thứ lắm, các bạn vô đây các bạn ăn có đủ thứ hết, thấy không? Muốn mua gì cũng được. Đây, có trà sữa ống chai nè, thấy không? Nhiều chưa? Rồi, bây giờ là làm gì tiếp theo đây? Coi như là mọi thứ là ổn rồi các bạn. Để mình xem coi trong cái kho của mình có người không? Không ngoài hết. Bây giờ mình sẽ làm gì tiếp theo đây? Chắc là mình phải kiểm tra camera một lần nữa. Đấy, kiểm tra camera coi coi như thế nào. Có người không? Không có người các bạn ơi. Ui, ui, đằng sau lưng của mình có gì kìa? What, có một người này trong đó vậy? Mở rồi. Nhìn ghê thật đó. Bạn nào sợ ma đừng có coi nha, mình nói trước cho biết rồi đó. Mình đã cảnh báo từ đầu rồi đó. Nhìn ghê thật sự luôn. Các bạn nào mới nhìn mình nè. Thôi, mình không dám vô đâu. Mình phải check camera cái đã các bạn. Trời ơi, lần đầu tiên đi bán hàng mà gặp ma kiểu này. Ổn rồi. Không biết phải là ma hay là người. Có ai đâu? Có ai hết bạn ơi. Thôi, đi vô. Mở cửa ra nè. Ui, ủa sao cái thùng hàng để đây? Ai về cái thùng hàng này ra vậy? Đâu phải mình đâu. Ủa mình lấy cái bình này chi ta? Bình chữa cháy nè. Ai lấy cái thùng hàng này ra vậy? Rõ ràng hồi nãy đâu có đâu. Ui cháy. What? Sao cháy vậy? Trời ơi cháy. Trời ơi ai. Sao tự nhiên cháy như này vậy? Uầy. Trời ơi các bạn ơi, cháy quá trời luôn mình không đi. Rồi, ổn rồi các bạn ơi. Rồi thùng rác đang bốc cháy, cần dập tắt xong rồi. Mình sẽ đi một vòng xem như thế nào. Không có ai hết á. Đường vắng lắm các bạn. Tôi không thể đi, tôi cần công việc này. Mình định bỏ cuộc, mình định đi về. Nhưng mà nó không cho mình đi. Tại vì bây giờ mình đang cần công việc này để nuôi sống bản thân các bạn. Khổ lắm rồi. Quá là khó khăn luôn rồi. Nhưng mà mình đang thắc mắc là ghê vậy bà. What? Bà là ai? Có phải là ma không? Chân chạm đất, chắc không phải là ma rồi. Thôi. Đóng cửa. What? Cái gì vậy trời? Bật radio lên. Tình trạng mất điện khẩn cấp vào lúc 12:40. Trời ơi, khuya đấy các bạn, do sự cố công nghệ hiện tại gì đó. Kỹ sư đè điện, đè lưới đang gọi là vận hành các nhà máy điện. Trời ơi, mở điện lên giùm tôi đi. Có thông báo rằng nguồn điện đã bị gián đoạn do ngắt kết nối của đường dây cao áp. Trời ơi, công việc đang được tiến hành để tạm thời khôi phục. Làm ơn mở lẹ lẹ đi, đừng có nói nhiều nữa. Trời ơi, quay. Ghê quá. Quay. Ôi, tôi nhắc lại nó đang ở... Cái gì? Nó đang ở đâu? Giờ mình không dám đi ngang qua cái cửa này luôn á. Để mình vô camera coi. What? Tại sao camera vẫn còn hoạt động? Nhưng mà cái thời các bạn là bây giờ camera hoạt động mình cũng không có thấy gì đâu. Có xe... Ui, có gì kìa? Có gì? Có một cái bóng trắng vô chỗ đây các bạn ơi. What? Mình vừa mới thấy một cái bóng trắng luôn mà. Tôi đi về. Tôi không làm gì nữa. Không cần lương luôn. Ây da, cửa đóng rồi, đèn bị gì? Có điện lại rồi. Có người kìa, có khách. Khách cái gì nữa trời, sợ quá rồi, khách gì nữa? Ở lại là ông này à. Cái ông này nó mua hàng thiếu của mình nè. Coi bộ là ông đang xỉn thì phải các bạn ơi. Hình như ông đang say sao các bạn ơi. Ông bị gì vậy? Ông đi cái tướng gì kỳ quá, ông như đang say các bạn. 1:00 sáng rồi. Ôi sao không tắt đèn đi? Hey, tắt đèn xe đi man.
ổng đang say rồi các bạn ơi, ổng đi càng xỉn nẻn kìa, đi nghiêng tới nghiêng lui kìa. Xem lại camera một lần nữa, hồi nãy giờ mình gặp rất là nhiều thứ rồi các bạn, không biết cái đó là ảo giác hay là không biết cái đó là mình tưởng tượng ra hay là ma thật các bạn à. Ý, có trộm kìa, có trộm. À, trộm à, sao muốn gì? Từ từ. À, trộm à, ăn trộm. Quay. Sao, tính trộm đi. Quay, chạy hả? Who are you? Tôi, gọi tôi sẽ gọi cho cảnh sát á. No. Đứng im. Tôi sẽ gọi cho cảnh sát nha. No, nó chạy rồi. Nó chạy. Ủa, nó chạy tướng giống Naruto. Nó chạy tướng giống Naruto vậy. Đứng im. Ông là ai? À, ông đã bị cản lại. Ông định ăn trộm cái gì? Hả? No, đứng lại. Đứng lại. Come on. No, mình không thể đi được. Rồi xong luôn. Giờ ăn trộm ngay trước mắt mà không làm gì được, nó bỏ chạy luôn rồi. Cay, thật sự cay luôn các bạn. Nói chứ gặp ăn trộm thì sợ gặp ma nữa các bạn ơi. Ghê lắm. Rồi ông này đâu rồi? Ờ, ông lại mua nữa à? Hello, từ tôi tính tiền cho, có tiền chưa? Lần này có tiền chưa? Lần này có. Tôi đã làm quá một chút nhưng hôm sau tôi sẽ lấy nhiều hơn. Làm quá là sao? Bạn cần phải trả 17,3 tiền. Vâng, tôi nhớ, lần này chiếc ví ở bên tôi. Rồi, ok, được. À, lấy 13. What? Sao tự nhiên kêu mình là người xấu ta? Tôi vừa mới bị trộm đó. Xấu gì mà xấu? Ông không biết đường nào đi ra ngoài luôn bạn ơi, ông say rồi. Thôi kệ đi, ông say kệ ông, người say ai mà chấp bạn. Nhưng mà bây giờ mình mới bị trộm các bạn à, đóng cửa lại. Hồi nãy tên trộm lại cái chỗ cái sắt này. Đây là cái chỗ ô tiền nè. Tiền nè các bạn, lấm. Lấm tiền lên. Rồi bỏ vô đây à. Đây tiền nè các bạn, bây giờ mình lấy không được. Thì là hồi nãy là ông đó mở cái sắt ra nhưng mà chưa kịp lấy là mình đã phát hiện ra rồi, phát hiện đồ đệ. Rồi. Ổn rồi các bạn. Trời ơi, chết camera mới phát hiện ra. Đi có người kìa. Có khách. Ê, khoan. Sao nhìn cái tên này giống cái tên trộm hồi nãy vậy ta? À. Nhìn giống lắm các bạn, từ cái tướng đi cho tới gọi là tóc, quần áo rất giống tên trộm hồi nãy. À, chắc là giả bộ mặc đồ bình thường vô đây kiểm tra tình hình đúng không? Mình ghim ông này rồi đó. Sao muốn gì? Hello. Muốn mua gì đây? Bạn đã tìm thấy những gì bạn tìm kiếm chưa? Nói chung là ông tìm rồi. Vậy mà bạn cần trả gọi là 4,5 đồng. Rồi, các bạn đây, rồi. Chúc bạn ngủ ngon. À, tưởng là chậm các bạn à. Hú hồn con tròn. Không phải chậm các bạn ơi. Một đêm gọi là trong tiệm nó khá là ghê các bạn ơi. Gặp đủ thứ chuyện. Nhưng mà mọi thứ cũng đã đều ổn rồi, mình đã giải quyết xong hết rồi. Có ai vào đây không? Không có ai hết. Này mình leo nóc nhà được nè các bạn. Quay mình leo nóc nhà nè, lên nóc nhà là bắt con gà. Lên nóc nhà mà quẩy nào. Ê, hình như có người phải. Cái gì? Oh no, đó là Nobu. Gì đấy? Thường thì tôi rất là cẩn thận, nhưng lần này nó tôi đi. Tôi rất là ngạc nhiên, tôi nghĩ rằng là mình đã ngẫm. Làm sao là ông chưa ngẫm à? Nobu nè các bạn, đây là cái nhân viên mà. Mà sao nằm nhìn ghê quá. Thôi đi xuống. Chắc chắn là có vấn đề rồi các bạn. Đi ạ. Đi xuống thôi. Đóng cửa lại. Để đến sáng đi rồi mình sẽ gọi điện cho cảnh sát các bạn. Ơ, lại là ông này à. Ông muốn gì đây? Bạn làm tôi sợ, bạn muốn gì? Muốn mua gì? Hôm nay là lúc 3 giờ sáng. Một chiếc xe tải Chevrolet đã tìm được thấy. Thật không may người lái xe đã không. Trong quá trình kiểm toán người ta đã phát hiện ra rằng người đàn ông đang lái xe đang trong tình trạng bị ngộ độc các bạn, ngộ độc thức ăn á. Tin này buồn về tôi như thế nào? Là sao? What? Có gì đó đang đến nhưng tôi sẽ không giúp bạn. What? Trời ơi, chẳng lẽ nào nãy giờ mình bán hàng cho ma hả trời? What? Ghê quá các bạn. Có người tới kìa. Quê, nó đang bay lơ lửng. Đóng cửa lại. Mình thấy nó đang bay lơ lửng. Quê, nó đang lơ lửng các bạn ơi. Kìa,
Các bạn thấy không? Nô đang lơ lửng kìa. Chạy. Nô, nô. Nô, 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 nô. Chạy, chạy lẹ. Chạy ra ngoài, chạy ra ngoài, chạy ra ngoài, chạy ra ngoài. Không biết, mình không biết gì hết á. Ui, chỗ này an toàn rồi. Chú dùng rác chốt. Thôi, thúi lắm. Trời ơi, giờ sao đây? Giờ nó không cho mình chạy vô về luôn các bạn. Chú nhà vệ sinh, nhà vệ sinh bên này nè. Nổi nhà gà hết luôn các bạn ơi. Mở cửa, mở cửa. Yeah. What? Nobu rõ ràng đã phát điên. Người quản lý đã gọi là dán rất là nhiều lá bùa ở trong này. Nó trông giống như một những loại bùa của gọi là Japan. What? Rất là nhiều bùa luôn các bạn. Rõ ràng là cái ông Nobu này, ông đã biết trước điều gì rồi. Và ông đã bị mất tích các bạn à. Chứ không phải ông không đi làm đâu. Ông có lại. Rồi bước vô. Nó chắc đóng cửa lại, nó không vô được các bạn ơi. Nó mất tiêu rồi trời. Nè con ma này vô đây. Ma không dám vô các bạn ơi. Rồi vô đây, vô đây, vô đây, vô đây. Bước vô đây, bước vô đây. Yes. Bùa rất là nhiều nè các bạn. Biết ngay mà. Ui cà chua. Có vẻ như bùa hộ mệnh của Nobu đã làm gọi là cái con sinh vật này nó hoảng sợ. Đúng rồi, nó sợ rồi. Nhưng mà sao nhiều cà chua vậy ta? Giờ sao đây? Dọn dẹp cửa hàng. Biết ngay mà. Rồi rồi, vậy là mình đã may mắn gặp được là một những một trong những gọi là lá bùa các bạn. Bùa hộ mệnh. Giờ làm gì đây ta? Phải check camera một lần nữa thôi. Rồi. Đóng cửa rồi nè. Kiểm tra lại các bạn, kiểm tra một lần nữa. Tiền nè. Không lấy được. Bàn làm việc nè. Không ngồi được. Nhiệm vụ mình đã làm hết rồi. Vâng. Tất cả ca của tôi đã kết thúc, tôi sẽ về nhà. Wow. À, 6 giờ sáng rồi các bạn. 6 giờ sáng rồi cho nên mình được về. Ủa, mới thấy cái xe nào chạy ngang qua mà. Vậy là mình phải đợi đồng hồ đến giờ mình mới đi về các bạn. Ủa, mới thấy cái xe chạy về mà ta. Yo. Yeah. Yeah. Vừa rồi là chúng ta đã thấy được gọi là mình một đêm. Chỉ một đêm thôi, chỉ duy nhất một đêm thôi các bạn. Mình đã gọi là làm một cái công việc. Bạn đã sống sót qua đêm và được